Một chiếc tai nghe Bluetooth kiêm sạc dự phòng, kiêm luôn cả giá đỡ điện thoại. Tai nghe TWS G02 chắc chắn sẽ là món phụ kiện tuyệt vời cho những ai yêu thích sự tiện lợi. Tai nghe sử dụng công nghệ cửa tiếng ồn CVC 8.0 cho chất âm thanh trung thực sắc nét với sự kết hợp đồng đều giữa các dải âm để có trải nghiệm tuyệt vời khi nghe nhạc hay đàm thoại công việc. Với khả năng chống nước chuẩn IPX7, tai nghe thoải mái khi đi mưa hay luyện tập thể thao mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của bạn khi nghe nhạc. Kết nối Bluetooth hiện đại, tương thích với cả hai hệ điều hành iOS và Android. Kích thước tai nghe vô cùng nhỏ gọn với thiết kế in-ear, bám vào tai, vô cùng thoải mái khi tập thể thao. TWS GT02 được đánh giá cao khi thời gian sử dụng liên tục tới 6 giờ đàm thoại liên tục và kết hợp với đốc sạc có thể sử dụng lên tới vài ngày. Tai nghe sử dụng công nghệ cảm biến vân tay bằng sóng siêu âm 4D Sonic Sensor, thoải mái với các thao tác khi điều khiển nghe nhạc hay nghe điện thoại một cách chuẩn xác và sang trọng hơn. Đốc sạc vừa là hộp đựng có dung lượng kinh khủng, có thể sạc cho tai nghe tới 7 lần. Cam kết 100% hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.